Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là năm 2018 của chúng ta đã sắp kết thúc rồi. Và trong những ngày cuối năm này thì hôm nay mình và anh Dũng sẽ ngồi ở đây để cùng nhau tổng kết lại những điều mà Dũng Mori nói chung và đặc biệt là hai bọn mình nữa, đúng không? Đã làm được trong năm 2018 vừa qua. Và sau đó thì bọn mình cũng có một chút chia sẻ về những dự định của Dũng Mori trong năm 2019 tới. Trước tiên thì mình sẽ cùng nhau nói về những điều mà Dũng Mori đã làm được trong năm vừa rồi nhá. Anh chia sẻ đầu tiên đúng không nào? Okay. Có 6 điều mình chia sẻ với các bạn. Điều thứ nhất đó là Dũng Mori đã hoàn thành xong khóa học N1 online, đánh dấu sự hợp tác giảng dạy cùng với cô giáo Nghiêm Hồng Vân, một người rất là uy tín trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Nhật đúng không? Tại Việt Nam. Trên website dungmori.com thì cô Nghiêm Hồng Vân sẽ phụ trách khóa học N3 và N1 phần ngữ pháp đúng không nào? Phần ngữ pháp. Và trong cái quá trình mà làm việc với cô thì thực sự là hai chúng mình cũng học hỏi được rất là nhiều, bởi vì cô là một người rất là kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếng Nhật, phải không? Và hơn nữa thì cô Nghiêm Hồng Vân cũng là giáo viên đã từng dạy anh Dũng và mình trong cái thời mà còn là sinh viên Đại học Hà Nội, đúng không nào? Và đối với bọn mình thì đó là một trong những mục tiêu có thể coi là lớn nhất và thành công nhất mà đã hoàn thành được trong năm 2018 vừa qua. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đổi không khí một chút nhé, để mình nói về tiếp những dự định tiếp theo nhé. Các bạn hãy theo chân bọn mình nhé. Ok, trước khi nói về những cái điều mình đã làm được trong năm vừa rồi, điều thứ hai á, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một nhân vật rất là đặc biệt ở trong Dũng Mori, đó là anh Linh. Anh Linh. Konnichiwa. Konnichiwa. Anh Linh nhìn kìa ạ. Đấy, anh Linh là bảo vệ rất là ưu tú của Dũng Mori. À, một người mà đã quen thuộc với rất nhiều các bạn học viên rồi, lúc nào cũng luôn lở nụ cười tươi rói. Konnichiwa. Các bạn nếu mà đến Dũng Mori thì nhớ gặp anh Linh nhá. Konnichiwa. Cảm ơn anh nhá. Ok, về điều thứ hai mà mình đã làm được trong năm vừa rồi đó là gì nhỉ anh nhỉ? Đó là ở trên kênh YouTube của bọn mình vừa rồi á, thì trong năm vừa qua thì bọn mình đã hoàn thành được 2 series clip. Series clip đầu tiên làm vào đợt đầu năm đó là series 300 câu khó của N3. Và tiếp theo đoạn cuối năm thì bọn mình có làm được thêm một series, đó là series 200 câu khó của N2. Với nhiều bạn có thể nghĩ đây là một chuyện cũng bình thường, vài clip vớ vẩn đúng không? Nhưng mà khi mà bọn mình nhận được những cái tin nhắn cảm ơn của các bạn học viên gửi về thì bọn mình cảm thấy đó là những cái công việc rất là ý nghĩa. Khi mà thông qua các clip như vậy thì các bạn có thể học được rất là nhiều về kiến thức tiếng Nhật. Và chính vì vậy bọn mình đã tính vào là một trong những việc đã làm được trong năm vừa rồi. Tiếp theo, điều thứ ba đó là mình đã tạo ra được một tính năng thi thử online miễn phí cho tất cả mọi người trên website dungmori.com đúng không? Chúng ta sẽ có tất cả các kỹ năng thi từ năm đến năm 1 đúng không nào? Phải thi từ năm đến năm 1 nên là khi mà bạn vào thi thì bạn cùng một số người thi cùng mình ấy, cảm giác rất là như đang thi thật đấy. Và về cái kỳ thi này, về lịch thi của nó thì bọn mình vẫn thường up đều đặn các lịch thi của nó trên website, tức là một tháng thì sẽ có các tổ chức các kỳ thi vào thứ bảy hàng tuần. Và các bài thi này sẽ có đầy đủ các kỹ năng từ từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp đúng không? Hay là đọc hiểu, nghe hiểu. Và ví dụ tuần này sẽ là thi N5, tuần sau thi N4. Tóm lại quay vòng trong một tháng từ N5 đến N1. Các bạn nhớ tham gia cái chức năng này, cái kỳ thi online này nhá. Và điều thứ tư ngay sau đây mình xin được giới thiệu với các bạn, đó là gì nhỉ? Trong năm 2018, cuối năm nay đúng không nào? Chúng mình đã hoàn thành xong một văn phòng mới. Đã kịp mở thêm một văn phòng mới đúng không? Đây, xin mời các bạn. Bây giờ giới thiệu mọi người nhá. Mọi người vào đây. Konnichiwa. 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 Đây là con gái thi của Kori đúng không nào? Còn đây là phiên đội chào đấy. Kinh đấy. Đây là cái bộ của anh. Ok, và điều thứ 5 mà bọn mình đã làm được trong năm nay đó là gì nhỉ anh nhỉ? Chúng ta đã đón chào một thành viên mới đúng không? Và cũng chắc là hẳn các bạn biết đúng không? Đó là anh chàng Samurai chàng. Ok. Nghĩa Samurai chàng đâu rồi? Samurai chàng đâu rồi? Ta chào các bạn tí nè. Chào các bạn. Hy vọng là với sự góp mặt của bạn Nghĩa Samurai chàng thì trong năm tới chúng mình sẽ có thêm nhiều sản phẩm có ích cho cộng đồng học tiếng Nhật ở tại Việt Nam nữa nhá. Cả bên Nhật nữa đúng không nào? Ok. Yoroshiku. Ngoài Samurai chàng ra thì bên mình cũng đang tiến hành một cái dự án, đó là dạy tiếng Việt cho người Nhật phải không nào? Và như vậy là trong tạo ra một kênh, đó là gì ạ? Đặc biệt là Go đúng không? Đây này, có hai bạn đang check dự án này, đó là bạn Trang và bạn Hạnh.
Đấy, ở đây này. À. Chào mọi người nào. Nếu như xung quanh các bạn mà có bất kỳ ai, đặc biệt là người Nhật mà đang học tiếng Việt, thì các bạn nhớ giới thiệu kênh Dakudaku Betonamago theo link ở bên dưới cho các cô bác người Nhật để xem nhá. Ok, cảm ơn mọi người. Vâng, còn một điều cuối cùng đó, điều thứ 6. Một điều mà chúng ta không thể không nói đến, đó là cô Thanh đã đỗ được học bổng MEC toàn phần. Yeah! Và đúng nào? Học bổng gì vậy? Học bổng MEC. Thực ra trước giờ mình đều có dự định là sau này sẽ đi học thạc sĩ mọi người ạ. Thế nên là trong năm vừa rồi, năm 2018 vừa rồi, lúc mà khoảng đầu tháng 5, cuối tháng 5 gì đấy, khi mà mới sinh em bé được 1 tháng, thì lúc đó mình có làm hồ sơ để xin học bổng MEC để học lên thạc sĩ của bên Nhật á. Thì sau một vài vòng, ví dụ vòng thi đầu tiên, vòng tuyển chọn hồ sơ ở bên Việt Nam đúng không? Sau đó là vòng thi nói, vòng thi viết được tổ chức ở Đại sứ quán. Sau đó một vòng thi đó là xét từ bên trường đại học bên Nhật Bản. Và cuối cùng một vòng thi nữa đó là một vòng thi xét từ bên Bộ Giáo dục của Nhật Bản á. Thì cuối cùng sau rất nhiều các loại vòng như thế, thì sau 7 tháng trời hôm trước mình đã nhận được kết quả thông báo từ Đại sứ quán rằng là bạn Thanh sẽ được một suất học bổng. Đi đầu tiên học nghiên cứu sinh, sau đó mình sẽ thi lên thạc sĩ ở bên Nhật. Và trường đại học mà mình sẽ học đó là trường đại học là ngoại ngữ Tokyo đúng không? Tokyo, Tokyo đại các cự. Thì thực ra vì mặc dù đây là một cái thành tích của cá nhân thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái định hướng phát triển của Dũng Mori sau này. Thế nên là bọn mình cũng tính nó là một trong những việc mà đã hoàn thành được trong năm 2018 vừa qua. Ok, và đó là 6 điều mà đã làm được trong năm nay đúng không? Vỗ tay cái. Vâng, đó là tất cả những điều mà chúng ta đã làm được trong năm 2018 đúng không nào? Vậy thì trong năm 2019 thì chúng ta có những cái dự án mục tiêu gì nhỉ? Về những cái dự định hay là dự án này thì bọn mình sẽ không thể nào không công khai ngay ở đây được, bởi vì là một vài cái sẽ cần phải đến lúc tự bí mật một chút. Nhưng mà hứa với các bạn là sẽ có một vài những cái sẽ được công khai, ví dụ như là trong tầm tháng 3 mình sẽ công khai tầm 3 cái nhỉ? Đúng không? Ba sản phẩm mới nó được tung ra cho cộng đồng đúng không nào? Tung ra cho cộng đồng, tung ra đấy. Tung lên thị trường đi. Tiếp theo là đến tầm khoảng 8 tháng 9 sẽ có hai cái nha. Và cuối cùng là dự định cuối cùng trong năm nay đó là tháng 10 thì bọn mình sẽ sang Nhật. Và khi mà sang Nhật sẽ làm gì thì chắc là bọn mình sẽ tiếp tục phát triển về Nihongo no Mori ở bên Nhật Bản. Đại, và mình sẽ mở rộng văn phòng hơn đúng không? Và tại Nhật Bản thì bọn mình sẽ tiếp tục làm những sản phẩm không chỉ phục vụ cho những người học tiếng Nhật là người Việt Nam mà sẽ hướng đến tất cả những người học tiếng Nhật trên toàn thế giới nữa. Và hy vọng là tất cả mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió. Hy vọng như vậy đúng không? Cuối cùng trong clip này thì mình muốn là cả hai bọn mình đúng không? Đều muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những bạn mà đang xem clip này. Cảm ơn vì đã luôn có các bạn đồng hành trong quá trình trưởng thành của không chỉ hai đứa mình mà trong quá trình trưởng thành của cả Dũng Mori nữa. Từ những cô giáo đúng không? Những thầy giáo mà lúc quay những cái bài giảng đầu tiên rất là còn non nớt, thậm chí còn rất là nhiều lỗi sai đúng không? Cho đến ngày mà có thể có được sự tự tin hơn đúng không? Trong cái kỹ năng giảng dạy cũng như là khả năng tiếng Nhật. Từ một công ty Dũng Mori, chỉ có 5 đến 6 nhân viên thôi, mà cho đến ngày hôm nay thì con số đấy nó gấp 10, 9 có 10 lần rồi đấy. Kinh nhỉ. Hay là từ những ngày mà con hai đứa mới yêu nhau này, xong rồi đến ngày mà đã trở thành bố thành mẹ của một em bé này đúng không? Thì thực sự là 4 năm nhỉ, 4 năm ở Việt Nam không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn. Nhưng mà bọn mình một lần nữa muốn gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với bọn mình trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn nha. Và hứa là trong thời gian tới sau này sẽ còn cố gắng hơn nữa để có thể cống hiến được nhiều hơn nữa cho tất cả mọi người. Ok, và cuối năm rồi. Một lần nữa thì từ Dũng Mori đúng không? Từ Dũng Mori chúc các bạn một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công trong công việc và cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và nhớ luôn ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn vạn sự như ý nhé.